anh em, mình là Lượng Kevin đến từ Global Exeter Bắc Giang. Trên tay mình đây đang là chọn bộ sản phẩm sơn xịt Samurai màu xanh tím titan. Sản phẩm mình chọn để sơn đôi mày mình là màu xanh tím titan. Thì sản phẩm này ấy, thì là gồm có 4 loại. Thứ nhất là sơn lót. Sơn lót thì mình sử dụng sơn 2K04. Sơn 2K04 nó cũng giống như là cái sơn sơn phủ bóng 2K01 này. Hai cái lọ này tính chất của nó là dòng sơn 2K, nó có chất làm đông. Và khi chúng ta kích hoạt nút đỏ này, và chúng ta lắc đều lên, và chúng ta sẽ sử dụng chỉ trong vòng 4 đến 6 tiếng là lọ sơn này nó sẽ không sử dụng được nữa, tức là nó đông lại. Thì mình bố trí thời gian làm sao mà để khi mình sơn dàn áo, sơn bánh mâm, cái bánh xe của mình ấy, thì mình phải sắp xếp thời gian hợp lý, tránh trường hợp mình kích hoạt nút đỏ này đó mình lại không sơn ấy, rất là lãng phí, nó sẽ hỏng sơn. Thì anh em lưu ý vấn đề đó. Thì cái bộ sản phẩm này ấy, thì mình dùng gồm có 4 loại. Mình giới thiệu qua là đầu tiên là sơn lót 2K04, chúng ta sẽ sơn lót 2K04, sơn 1 đến 2 lớp. Còn tiếp theo chúng ta sẽ phủ lớp nền thì mình sử dụng sản phẩm mã là 29109A, hai lọ 29109A. Tiếp theo sau khi bước phủ nền thì chúng ta sẽ phủ màu thì mình sử dụng cái màu mã sản phẩm là T901, cũng hai lọ cho đôi mâm này 901. Và bước cuối cùng là chúng ta sẽ sử dụng chai mã 2K01 2K01 nha các bạn. Chúng ta phủ bóng lên mâm. Thì để sơn một vật mình cần sơn thì trước tiên là các bạn cần phải vệ sinh sạch sẽ cái vật mình cần sơn. Cụ thể như mình đây, mình sơn hai bánh xe này, mình sẽ phải vệ sinh sạch sẽ và sử dụng dây nhám của hãng Samurai. Khuyên chúng ta nên dùng là dây nhám 8P800. P800 thì mình cũng có, mình chỉ mua là P600 thôi, thì nó cũng mình thấy mức độ giấy mịn nó như nhau. Chúng ta sẽ cắt những miếng nhỏ, chúng ta sẽ trà hết tất cả cái vành này cho nó sạch và nó tạo một lớp để nó bám sơn. Thì dàn áo cũng vậy, chúng ta sơn dàn áo, chúng ta đánh hết dàn áo. Thì ngay đây chúng ta sẽ cùng bắt tay vào bước đầu tiên, đó là sơn lót. Okay.